Rồi, sẵn mới làm xong hai con máy kích chuột nè. Rồi quay cho anh em mình xem ha. Thì đây là dòng máy kích chuột anh em ha. Đây, kích này là mình kéo đường dây nghe nè. Kéo đường dây xung quanh ruộng á để mình kích bắt những con chuột mà nó phá lúa, cắn lúa rồi đó. Nó bò ngang dây á và nó chạm dây và nó sẽ chết ha. Thì đây là như dây mình kéo ha. Chứ không phải là kích chuột mà bằng hai cây chỉ chĩa mình xem ghim ghim theo hang theo bờ đâu là không phải nha. Đây là lỗi là kéo dây nha, kéo một dây xung quanh ruộng ha. Đó, khi chuột nó chạm dây thì nó sẽ chết. Đó, hình thức là nó như vậy. Tại nhiều anh em hay nhầm lẫn á, lẫn là kích chuột là tính đâu là cũng như kích cá, rồi cầm hai cây đi sọt rồi chia bóp cò là như kích cá là không phải nha. Đây là kéo dây nha. Dòng này là kéo dây, có bóng đèn báo là kéo dây. Còn mình đi chích như chích cá là mình có cái đầu bóp ha, cái tay bóp. Còn này là mình kéo dây xung quanh ruộng á. Thì máy này là tổng thể là 12 con nha. Bao gồm 10 con. 10 con công suất và hai con điện, mỗi bên 6 con là 12 con nha. Máy thì em nha, cho chạy biến áp là 3A nha, 3A và quấn toàn bộ là dây đồng nha anh em. Đây anh em xem kỹ ha. Và biến áp thì em cắm keo vẹt đi ha, ngâm nguyên cục, ngâm nguyên khối luôn á. Khi quấn sau mình ngâm nguyên cục là để cho lâu thiệt lâu rồi mình mới đem lên phơi nha, phơi khô rồi mình mới gáp. Thì đây là chạy tụ ha, tụ K3 và bóng đèn báo khi dính chuột. Thì máy bên trong thì em làm cách điện an toàn cho anh em mình hết hết ha. Cái những mối điện á em đều đi gen co nhiệt hết nha, như anh em mình thấy. Và đây là quạt tản nhiệt ha. Khi mà mình xài á, cái máy này anh em chạy sáng đêm luôn không sao hết nha, đầu hôm tới sáng luôn. Hết bình thì mình thay bình khác ha, là máy không ảnh hưởng gì nha. Mình ghim vô chạy xuyên suốt luôn nha, mình không cần ngắt gì hết, chạy hoài luôn, chạy xuyên suốt tới sáng luôn. Khi nào mà sáng hết dính chuột thì anh em rút ra thôi. À, khi mà cái quạt tản nhiệt này nè, nó thổi vô cái dàn công suất mát hai dàn công suất nè và mát luôn cái biến áp, cái hơi nóng á nó sẽ tống ra những lỗ thông gió này nha. Thì đây là cái máy hoàn thiện. Khi mà hoàn thiện á thì em sẽ đậy nắp lại và bắn ốc hết ra. Đây hoàn thiện là đây là lỗ quạt nè. Quạt thì em có gắn cái chụp bảo vệ quạt để khi mình cây hay cỏ vậy đó nó chọt vô gãy cánh quạt thì mất công thay thế ha. Thì cũng đèn báo thì nó nằm ngoài. Đây là lỗ thông gió đó, bắt ốc hết nha. Thì cái máy này là anh em đi sáng đêm luôn, em đảm bảo với anh em là không nóng nha. Anh em gờ cái mặt dưới này nè, mình bắt cái dàn công suất lên đó, đây nè, bắt cái dàn công suất dưới cái mặt dưới nè, thì anh em gờ vô thì nó chỉ ấm ấm thôi nha, không vấn đề nha. Quạt thì mình chạy xuyên suốt thì mình phải cần có quạt nha. Rồi cái anh em lưu ý thêm cái nữa nè, cái đầu ga em có thắt nút cho anh em mình dễ hình dễ dễ nhớ nha. Còn một dây có thắt nút nè, anh em nhận máy anh em về đừng có tháo cái nút này ra nha, để vậy luôn ăn cho dễ nhớ. Thì em có làm dây có dập màu nè nhưng mà em vẫn thắt nút nha. Đấy, cái dây có thắt nút nè là mình câu vô dây chì, câu vô cái đường dây mình kéo á. Đây thì anh em câu vô thì anh em kéo theo cái dòng ruộng mình á ha. Còn cái dây mà không có thắt nút á nên mình kiếm cái cây sắt hay gì á, rồi mình kiếm một đoạn dây điện nữa mình quấn vô cây sắt đó, mình ghim xuống đất nha, ghim bất cứ chỗ nào cũng được, nói chung mình tiếp mát cho nó đó, gọi là tiếp mát đó. Có chỗ có nước thì nó càng tốt nha, có nước thì cái độ mà tiếp mát nó giật tốt lắm. Còn chỗ khô thì anh em lấy xô nước anh em tưới lên cái cho chỗ đó nó có nước lại ẩm ẩm là được. Cái máy này thì anh em đi là đất ẩm nha, trở về là đất ướt, ẩm ướt rồi đi nước là ok. Nhưng mà khô trắng đất là em không bao nha, dòng này khô trắng đất thì nó dở lắm, tại em không có làm áp cao, làm áp cao thì máy nhanh hư lắm nên em không có nhận làm. Mình làm là mình xài cho lâu dài nha. Áp cao mà anh em đi đất mà dạng nứt nẻ mà trắng bon chắc khô trắng luôn đó thì đi không được nha. Rồi anh em cái dòng máy này là có chống kẹp ngược nha, anh em kẹp đúng thì máy chạy hoặc chạy, kẹp ngược thì không chạy nha.
không có hư hao gì hết. Nhưng mà khi mình kẹp ngược rồi máy không hoạt động á, thì anh em rút kẹp ra mình kẹp lại đúng nha, không có ảnh hưởng gì. Khi anh em mình kẹp á thì máy hoạt động luôn nha. Rồi khi anh em mình đi thăm thì nếu mà muốn an toàn thì mình rút kẹp ra. Rồi thì cái hình thức anh em căng dây á thì anh em phải dùng một cái cây khô hay cây ướt gì cũng được ha, để mình cầm cầm đặng cho nó cách cách dây vậy nè, cách từ cái mặt đất dây xuống mặt đất, anh em can làm sao cho con chuột nó đừng chui lọt ha, đừng có chui được dưới này nè, nhưng mà đừng có thấp quá nha, thấp quá là cái sợi dây này nó dễ chạm đất, chạm đất thì bóng đèn nó sẽ báo cháy và nó yếu máy nha. Anh em can sao đừng cho nó chui lọt ha, để khi con chuột á nó đi ngang nó đụng đuôi hoặc là đụng lông đụng cái chân của nó thì nó sẽ bị giật chết. Còn anh em mà căng cao quá thì nó khi mà nó chui lọt qua thì nó không có chạm được con chuột ha. Và lưu ý anh em mỗi cái đầu cây này anh em phải dùng cái ống cao su cho em, ống nhựa để mình trồng vô đầu cây, rồi sau đó mình mới quấn dây lên nha, quấn dây lên rồi mình kéo xung quanh cuộn, thì khoảng cách thì khoảng 3m 4m gì đó anh em cầm một cây cho em. Rồi anh em lưu ý thêm cái này nữa là không được dùng băng keo điện nha. Nhiều anh em á dùng băng keo điện như nè, quấn vô cho nó mau và nó dễ thao tác. Tại cái ống nhựa nè, nhiều khi cái cây mình cây lớn cây nhỏ đâu đó mình đút không vừa cái ống mất đẻo rồi mất công. Thì nhiều anh em làm biến á, quấn băng keo vô nè đó, xong cái quấn dây nè, thì khi cái đầu hôm á sương chưa xuống á thì anh em đi vậy bình thường ok không có vấn đề gì, nhưng mà khi sương xuống nó ướt nó đọng giọt đây nè thì nó sẽ cháy cái băng keo này và nó sẽ chạm vô cái cây và nó sẽ chạm mát, bóng đèn nó sẽ cháy suốt luôn đó. Hoặc là trời mưa là yêu cầu gớt hộp mưa xuống cái là nó bị chạm mát liền. Còn khi anh em qua đút cái ống nhựa này vô á có sương á cũng không ảnh hưởng gì ha, có sương xuống này không ảnh hưởng gì, nó không chạm được cái cây. Cái cây khô hoặc là cây tươi gì anh em xài cũng được hết nha, đặc biệt là chỉ cần là có cái ống nhựa này thôi. Rồi thì cái máy này á là em bán là giá 800, em bao ship đến tay anh em nhận thanh toán 800. Và cái đầu dây ga này nè em làm dài cho anh em 3m luôn, để khi anh em để cái máy ở đây anh em kéo cái dây xa ra mình không sợ nguy hiểm gì ha. Còn cái dây mà gần quá để máy rồi nhiều khi mình thao tác tới lui á mình lỡ chạm tay vô cái đường dây chì nè thì rất nguy hiểm nha, chạm vô thì nó cũng giật thôi. Thì anh em xài á thì anh em xài cái loại dây chì trắng này nha, đừng có xài dây kẽm trong xây dựng nha. Dây kẽm xây dựng nó thứ nhất là nó to, thứ hai là nó có cái lớp ten ở ngoài nó đen thui á, nó dẫn điện kém lắm. Còn cái dây chì này anh em mua dây số 1 hoặc là số 0 thôi, đừng xài dây lớn quá. Anh em mà xài dây lớn nó hao điện lắm nha, nó tải nặng á thì nó mau hết bình đó. Cái máy này á, là anh em đi kéo tối đa 1000m nha, em bơ anh em 1000m. Và anh em đi được cái bình 30A bình nước mình á thì anh em đi được là từ 4 đến 5 tiếng nha. Anh em kéo tối đa luôn là đi được 4 đến 5 tiếng. Tại sao em nói 4 đến 5 tiếng là tùy theo dính chuột nhiều hay ít nha. Nếu mà dính chuột nhiều á thì nó hao điện là nó tầm 4 tiếng, còn dính lai gai thì nó rơi khoảng 5 tiếng là vậy ha. 4 đến 5 tiếng thì rơi khoảng đó. Còn em đi bình 70 hoặc là 100, 120, 150 gì được bình thường nha. Máy này nó không kén bình nha. Anh em đi bình càng lớn thì mình đi càng lâu, thì mình đi đầu hôm tới sáng luôn. Rồi để em test cho anh em mình xem ha. Khi con chuột dính thì nó sẽ báo đỏ. Đây thì có hai dây, thì dây thắt nút là anh em câu vô dây chì rồi à, thì đây là dây mát nè. Anh em cũng lưu ý nha, em làm dấu gì đó nhưng mà cái dây nào nó cũng có điện nha, chứ không phải là dây mát là nó không có điện đâu. Nhiều anh em cứ tưởng dây mát là như cái điện lưới mình xài, dây mát nó không có điện, chỉ có điện dây nóng, không phải nha, hai dây đều có điện nha. Đó, kẹp bình vô là máy chạy bình thường nha. Rồi bóng đèn hiện tại là không sáng nha, mà khi dính chuột á là nó có tải là nó sẽ sáng đó, anh em thấy à đó.
Máy này thì em làm không có áp cao nha, à, em sập nè, à, chỉ sạc kẹp sáng sáng thì hơi thôi, à, nhưng mà khi dính chuột đó, là con chuột nó không chạy được nha, nó dạng là nó hít con chuột vô á nè, khi con chuột nó đi qua nó chạm được cái đường dây nè, là nó tự động nó hít con chuột vô, từ từ con chuột nó khô máu nó chết, chứ nó không có bị đứt chuột nha. Cái dòng máy này em làm không có đứt con chuột ra làm hai đâu. Anh em xài dòng máy này chuột anh em có thể là đi bán được bình thường. Nó chỉ cháy cái da ở ngoài thôi. Ví dụ con chuột nó chạm đi là nó hít vô. Rồi cái da khi nào nó khô da đó là nó sẽ văng chuột ra ngoài. Còn những dòng máy khác người ta làm là con chuột nó chạm đúng đụng thịt chỗ nào là đứt ngang chỗ đó. Ví dụ đụng cái đùi con chuột đi là nó đứt làm hai luôn. Dòng máy này thì em bao ha, bao là chuột là anh em chỉ là đứt da thôi, còn cái thịt của con chuột còn nguyên nha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em hoặc là Zalo nha anh em.